Huấn luyện viên Kehati sắc cảm ơn các học trò, Văn Toàn nói điều bất ngờ sau trận hòa Chon Buk. Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất xuất sắc ở trận đấu với Chon Buk tại lượt trận 4 vòng bảng AFC Champions League 2022. Mặc dù bị dẫn trước từ sớm, nhưng đại diện của Việt Nam đã chơi quả cảm và có bàn gỡ hòa một đều do công của Văn Toàn để giành một điểm ở trận đấu này. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kehati sắc cho biết, tôi xin cảm ơn các học trò, họ đã chơi rất tốt trong trận lượt về. Tôi tự hào về các học trò của mình khi đã nỗ lực chơi một trận đấu cống hiến. Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn, người ghi bàn thắng quan trọng cho Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đã lâu rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Bàn thắng này giúp cho tôi giải tỏa áp lực, đã có lúc tôi không tự tin vào bản thân mình nữa, tôi cũng đã nói điều đó với huấn luyện viên. Bàn thắng vào lưới Chon Buk giúp tôi tự tin hơn nữa, trong tương lai tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng hơn nữa. Cầm hòa Chon Buk, Hoàng Anh Gia Lai có 2 điểm sau 4 trận ở AFC Champions League 2022 và tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của bảng H. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp đã chính thức khép lại với thầy trò huấn luyện viên Kehati sắc, khi Hoàng Anh Gia Lai sẽ không thể kết thúc vòng bảng ở 2 vị trí dẫn đầu. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!